深浅记忆，浓淡看过最美丽有过，怀住了快意再起程，没有昨天的各样心魔，忘掉了得失边一个多，无谓计较你对或我错，抬望眼远看满天晚霞，又见千千亿世上风波匆匆游过，对别人对世界对敌人轻松些爽快些，笑嘅讲我系我，大时代过客作访客，你自由我自由，各有各斜路经过，已认同冥冥里有天数，漫步在漫长路，笑嘅嗰个系我，大时代过客作访客，你自由我自由，各有各唱自己歌，各找自我，người trong bóng bì. Sao ông không cứu đứa bé? Bà vô trong bầu đứa bé ra. Đi đi. Bà cứ bước theo cái bước của tôi giờ đi là cứu được đứa bé. Cho bà đó, mai mốt nó sẽ giỏi lắm, bà nên giáo dục cho nó cho kỹ. Cô cũng thấy bà uống thuốc tâm thần rồi chứ? Thật ra bà là người bệnh tâm thần. Bà hay nói với người khác là chồng của bà tốt với bà lắm, nhưng mà hoàn toàn là giả dối, hoàn toàn do bà bịa đặt thôi. Chồng của bà có người đàn bà khác ở ngoài, bà không chịu chấp nhận. Chồng bà đã không tốt với bà, còn đứa con thì lại nói gót, chẳng có biết tôn trọng bà chút nào hết. Mấy đứa con của bà sinh dục cho tôi đó lại toàn bộ chết hết. Thật ra bà chẳng còn gì hết. Hoàng,
Đứa bé tới thế giới này là mục đích cũng chỉ là an ủi bà. Sau đó chính nó là tất cả của bà, là ký thác của bà. Mấy ông hãy đi đi. Từ nay đừng có tới đây nữa. Tôi cũng không có muốn gặp mấy ông nữa đâu. Đi đi. Tôi biểu họ đi là vì tôi không có cứu được họ. Bão táp này nó sắp tới nhanh hơn là tôi tưởng tượng. Có một người đó là cốt cán của cái vụ này. Ông này rất là có vấn đề. Ông ở xa xa tới, rất là dữ tợn. Tôi muốn cứu ông, không biết ông sang cái chỗ nào hết. Tôi không biết vấn đề xảy ra là ở đâu. Người ông nói với Phương Tân Hiệp không? Tôi đã nói rồi. Nếu như tôi nói ra thì mọi việc thay đổi hết. Không còn thời gian nữa đâu. Mau suy nghĩ ra đi. Thực tế là vấn đề ở đâu? Thực tế là vấn đề ở đâu? Vấn đề ở đâu chứ? Vấn đề ở đâu? Đinh Dở, nè đứng dậy đi. Đinh Dở à, đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Nè, Đinh Dở. Làm gì? Tránh ra đi. Nè. Đinh Dở. Đinh Dở à? Đinh Dở, sao tự nhiên lại như vậy? Ông đừng có ngủ nữa. Ôi. Đừng làm bầu để tôi ngủ mà sao phá hoài vậy? Tôi phải ngủ. Điện thoại cho anh Hiệp hả? Hèn chi hồi nãy kêu thức dậy hết nói là đãi tôi ăn tối, còn đòi nhất định buộc tôi phải đi mua đồ ăn. Cũng may là tôi đi ra tới ngoài quên cô muốn ăn cái gì, cho nên tôi mới quay trở về. Rồi làm gì tôi? Chị nè, chờ lúc tôi đi tắm cũng lén gọi cho ảnh. Uê, có kiểu như vậy mà không gọi chứ. Ê, chị Cúc, chị biết số điện thoại của anh Hiệp? Biết chứ. Vậy có gọi cho ảnh không? Không có. Không tin. Không tin. Tôi nói không có là không có. Sáng mai còn phải đi sở liên giao nữa. Ngủ sớm đi. Còn đi mua thức ăn khuya không? Còn ăn gì nữa?
Alo. Em đi. Sao khuya vậy? Công chuyện hả? Đâu có, còn sớm mà tôi chưa ngủ. Hồi nãy thì nói khuya, bây giờ thì nói sớm. Tại thấy hơi nhức đầu thôi nên mới ngồi dậy uống thuốc. Yên tâm đi, sẽ hết mà. Cậu có thích ăn củ cải không? Thích chứ. Hồi xưa ở dưới quê không đủ gạo ăn nên thường nấu đồng với củ cải. Cơm củ cải? Phải, củ cải bầm nát rồi thêm chút xíu gạo vô có thể ăn như ăn cơm. Có ngon không đó? Lúc đó ăn nhiều quá dĩ nhiên đâu có thấy ngon. Nhưng mà lúc bị thất mùa hàng ngày anh phải ăn như vậy, cho nên ai cũng ốm nhòm ốm nhách hết đó. Còn có nhiều người bị bệnh nữa. Nhưng mà không biết tại sao bây giờ lại nhớ tới, còn có chút hoài niệm, còn muốn ăn nữa. Ngoài trừ ăn cơm củ cải ra có ăn gì khác không? Ăn khoai lang. Nếu như không có khoai lang thì ăn khoai mì. Nhưng mà khi ăn khoai mì thì phải rất là cẩn thận, tại vì dễ trúng độc lắm. Má tôi với em trai tôi vì vậy mà chết. Cho nên con mới cho bà ngoại nuôi lớn đó hả? Lúc đó bà của tôi thấy dưới quê sống không nổi, cho nên ông mới ra ngoài tìm việc làm. Đôi khi vài ba tháng mới về nhà một lần, có nhiều khi cả nửa năm mới về. Nhưng dù sao đi nữa, ngày tháng cũng dễ sống lắm. Tôi còn nhớ cái năm tôi 10 tuổi, ba tôi định là ăn Tết xong rồi thì ra ngoài kiếm việc làm. Từ đó ông không bao giờ trở lại nữa. Ngoại của tôi nói ông đã chết rồi, nhưng mà bà không có nói bà tôi chết thế nào. Cũng không ai biết ông muốn bỏ gia đình tôi hay là ông thật sự đã chết. Thật ra tôi cũng không có bạn bè gì hết, chỉ có chị Trần, chị Diệu và chị Quân coi như là bạn thân nhất của tôi đó. Cô buồn ngủ rồi, thôi đi ngủ đi. Được, sáng mai còn phải đi sở liên giao nữa. Không sao đâu, tôi cho xe tới đón cô. Được lắm, cô có thể ngủ thêm chút. Sáng mai gặp nhờ. Được, anh cũng ngủ sớm đi nha. Bye bye. Bye bye. Chào các vị. Bữa nay sẽ do cô Quân này điều khiển. Tất cả mọi kêu gọi về cổ phiếu đó đều phải nghe theo cổ. Tất cả ngay đây. Gần đây thị trường cổ phiếu Đông Nam Á lung lay, cổ phiếu Hoa Kỳ lại tăng. Yếu tố này chúng ta không cần phải lo. Quan trọng là tại Hồng Kông ngày hôm nay, cổ phiếu Bát Thông. Như thế này nè cô Quân, loại cổ phiếu này đang nằm ở trong đáy kho. Chính tôi muốn nó sống trở lại, cho nên mới đi gom hàng. Có bao nhiêu gom bấy nhiêu. Ê,
Anh Hiệp nói bữa nay tôi điều khiển mà. Cô tư cách gì mà xí vô? Anh Hiệp ha. Nhớ kỹ, có được bao nhiêu, gom bấy nhiêu. Chê, thì cũng nói theo tôi. Tất cả làm việc đi. Tới giờ làm việc rồi, còn đứa đó làm gì? Go, go. Có bao nhiêu đi? Có gì lấy hết đi. Có bao nhiêu mua hết đi? Có nhiều mua hết đi. Cổ phiếu bắt thông. Đúng rồi. Bắt thông. Mua hết đi. Cổ phiếu bắt thông nha. Đúng rồi. Mua hết đi. Có gì lấy hết nhiều. Mà lên mà lên. Mua đi. Cổ phiếu bắt thông đó. Nha. Có bao nhiêu mua bao nhiêu đi. Bắt thông nha. Lên rồi kìa. Lên rồi. Chưa đâu. Mục tiêu của mình bữa nay phải để lên tới 1 đồng. 1 đồng. Nè nè nè. Cứ tiếp tục gom hàng. Tiếp tục gom hàng cho tôi. Gom hàng. Ông Tấn, họ nói phải gom cái loại trong đáy kho. Vì thế ít ra phải động dụng tới mấy triệu bạc vốn liếng đó. Kệ đi. Tới rồi. Có bao nhiêu gom bao nhiêu. Còn bộ gom hết giùm tôi đi. Cảm ơn. Bữa nay đã được chưa? Nè, tại sao mình không vô cái nhà hàng lớn lớn một chút? Cái chỗ này tồi quá à, mất mặt hết. Phải rồi, dù sao mình cũng đã thắng được cổ phiếu đó mà. Ăn một bữa sang trọng cho ngon đi. Chính vì vậy mới ngồi ăn chỗ này đó cô nương à. Số tiền cô thắng được đó, cô đã trả nợ hết rồi còn gì nữa. Thì cũng đúng á. Ý. Wow. Sao giờ quá vậy nè. Cái ly còn thấy vết đóng rõ ràng. Nước sâm nè cô nương à. Chỗ này là quán lề đường mà, phải chịu vậy thôi chứ. Uống đi. Ăn nói gì mà kỳ vậy. Tệ hết sức nói mà. Mắng cho một mẻ đi. Ê, thuê đi, để tôi rửa cho. Sau đây là tin tức kinh tế trong ngày. Kìa, để nghe tin tức. Cổ phiếu của Bắc Thông bữa nay tăng lên dục dục. Bắt đầu khi mở là 2 hồng 1 xu, lúc đóng lên tới 1 đồng 3 xu. Sở Chánh Giám yêu cầu người phụ trách Bắc Thông phải giải thích rõ ràng cái vụ này để con có làm giao dịch nội bộ hay không. Chúng tôi đã có tiếp xúc với người phụ trách của Bắc Thông, nhưng mà nội vụ còn đang điều tra, không chịu đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Wow, thì ra là chuyện lớn vậy à. Còn gì nữa, Kỳ Thiếu Quân tôi mà không ra tay thì thôi, còn hễ ra tay là long trời lỡ đất. Được, mình cùng nhau ăn mừng cho vui nha. Ăn mừng nha. Nè, làm ơn cho bia đi. Có liền. Nè, cạn ly. Tôi uống nước trà. Cái này đắng quá. Cũ ngon quen thôi. Nè, hồi nãy cô đi xe xài sống, cô mua xe có xí muội, đem ra đi. Đang uống rượu bằng xí muội, ngập trong miệng không thấy đắng là sao? Đâu cần phải ngậm, để trong đây không có được thì sao chứ. Ừ, vậy à, tôi cũng muốn.
Chị Cúc à. Hả? Đi tắm trước đi. Ừ, tại sao vậy? Lần nào tôi cũng tắm chót hết mà. Ê dạ, tắm đâu cần phải thứ tự. Tôi với chị Diệu bữa nay mệt lắm, không có tắm đâu, chị tắm đi. Ờ, được, tôi tắm nhanh lắm. Có chuyện gì? Chị có thấy là nó lên chân lắm hay không? Tối ngày có cười mỉm chi không à? Chị tưởng là tôi vui sao? Hai người cứ đá lông nheo hoài rồi cười mỉm chi, làm sao không lên mặt được? Không lẽ chúng ta lại thua cái con quê mùa đó? Không thể nào đâu. Nhưng tên khốn kiếp đó dòm tôi cũng không thèm dòm, thì làm sao đây? Tôi đã suy nghĩ rồi. Chúng ta sẽ quỷ nhan sắc nó. Đúng, mình quỷ nhan sắc nó. Ý dạ, thì thế. Ôi, thật là hay quá à. Mời cô qua đây. Thôi đi, tôi nghĩ tôi không làm. Nè nè nè, chưa có uống xong đi đâu vậy chứ? Đúng rồi, nè, chị em thân tôi mới nói à. Cái kiểu tóc của chị đó hả? Tức ghê muốn chết hả? Nhưng mà tôi đã quen với kiểu tóc của tôi rồi. Nè, tốn công xuống với Hồng Kông thì phải thử cho biết chứ, đúng không? Nè, đây chính là cái salon hạng sang nhất của cả Hồng Kông. Có nhiều đại minh tinh cũng tới đây làm tóc. Giờ có người trả tiền cho chị làm, chị còn muốn gì nữa? Tiền không phải là dễ kiếm, đừng có xài phí quá. Rồi bây giờ không chịu nghe lời hả? Không phải, tôi không phải ý này. Được, vậy thì cứ ngồi đàng hoàng cho người ta giùm đi. Tôi sẽ gọi ông thợ hạng nhất làm cho chị. Nè nè, chút nữa làm cái kiểu tóc này nè, giùm cho bạn tôi. Nó thích cái kiểu này. Cúc à, chị đã ở trong cái buổi trời rồi, trở ra đi. Hả? Trời sắp tối rồi. Nè, trở ra xuống lầu còn đi ăn. Uống cái tóc kiểu này tôi không dám nhìn thiên hạ đâu. Ôi da, có gì đâu mà phải lo. Kiểu này thịnh hành. Đúng rồi, chị nhìn riết thì sẽ quen thôi đó mà. Mấy chị cứ đi đi, khỏi cần lo tới tôi nữa. Vậy thì tôi đi ăn trước rồi nha. Hả? Đợi sẵn đó, mua đồ ăn về cho chị. Lần này đã quá. Nè, chuyến này thành công rồi, chúng ta đi đâu quậy cho vui đi. Đi quậy. Chị cứ quyết định đi. Vậy thì đi xuống Tân Lạc. Chị đãi. Không thành vấn đề, xin mời. Quay bở cứ đi, tôi là Hiệp đây. Ở đây không có ai hết, anh đi về đi. Cúc à, chuyện gì vậy, cô mở cửa trước đi. Không được, bây giờ tôi không thấy gặp được ai hết, không thể mở cửa đâu. Chuyện gì vậy, đừng có làm tôi sợ nha. Anh gặp tôi, anh sẽ hết hồn đó. Nói sao cũng được, mở cửa trước đi. Không được, đã nói không được mà. Cô không mở cửa, tôi sẽ kêu bảo vệ lên mở khóa. Tới lúc đó cả khách sạn, ai cũng tới đây coi chuyện lạ đó nha. Ấy, tôi đừng. Cúc à, chuyện gì? Anh đừng có làm tới tôi. Chuyện gì vậy chứ? Có chuyện gì? Anh còn cười. Người ta đã xấu như vậy rồi mà còn cười nữa. Thôi ngoan nghe, đừng có khóc. Đừng khóc nữa. Đi theo tôi. Không đi đâu hết á. Cái kiểu như vậy không muốn gặp ai hết đâu. Cứ tin tôi đi. Tôi bảo đảm sẽ biến cái kiểu của cô trở lại như hồi xưa mà.
tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hồi xưa giờ của tôi hả, bà hà tiện lắm. Bà không có dám đi uống tóc. Bà đã uống tóc một lần á, tốn tới mấy trăm đồng. Cho nên bà vợ tôi hả, tự mới đi mua ba cái thuốc đồ lặt vặt về nè. Nào là thuốc nhuộm, đủ thứ hết, đem về tới nhà. Cô có biết không, cũng là do tôi uống cho bà thôi. Được rồi. Hồi xưa rồi ha. Cô có thể nấu bữa cơm cho tôi ăn được không? Xin lỗi nha, tủ lạnh anh không có gì hết, cho nên tôi chỉ có thể chiên hột gà và xào cải cho anh ăn thôi. Đâu có sao, hồi xưa tôi cũng ăn như vậy mà. Cô bây giờ Thượng Hải còn một thời gian nữa. Cô có thể hẹn hai cô đó ra giúp tôi được không? Được. Tổ thì không có ở đây, không biết là chết đi đâu rồi. Đừng có nói chết hoài mà. Ê, tôi chết. Vừa mới nói là đừng nói chết. Có khi nào lần này mình chơi quá đáng, cô chịu không nổi đi tự tử không? Không có đến nỗi như vậy. Chết rồi, không biết có phải cảnh sát gọi tới kêu mình đi nhận xác không? Chị khùng hả? Đi nghe đi. Phòng này là của chị, chị nghe đi. Sao mà phiền quá đi. Hello. Alo, chị Quân hả? Tôi là Tiểu Cúc đây. Khỏi cần phải sợ, là Tiểu Cúc gọi đó. Alo. Hả? Cúc à, bây giờ chị đang ở đâu? Tôi đang ở nhà của anh Hiệp. Chị đang ở nhà của anh Hiệp hả? Alo có đây. Đây nè, tại sao chị lại tới nhà của anh Hiệp vậy? Chắc cũng không ra đường. Chị nói là tại cái đầu, chị không muốn ra ngoài mà. Anh Hiệp nói là một lát nữa muốn gặp mặt mấy chị. Hết rồi, tất cả cùng vô karaoke đi đi. Ông Tân à, phòng này được chưa? Được, ngồi đi. Được rồi, Sáu cho bốn ly nước uống trước đi nha, nhanh lên. Dạ. Ê, hai bay có cần vô đây kiểm soát lại có ai núp trong này để ám sát tôi hay không vậy hả? Có cần gì không? Thấy rõ rồi chứ, ra ngoài chờ đi. Quê tôi đi chơi với bạn bè, có cần đứng đây kiểm soát tôi không vậy hả? Đi đi. Nè, để xuống. Cảm ơn nhiều. Quê, mau chọn bài hát đi chứ, nhanh lên. Bữa nay tôi muốn hát lắm đó, mau đi. Được rồi. Anh hẹn chúng tôi ra đây, có phải là có gì muốn nói? Lỗi nha, tôi đã lợi dụng hết mấy cô. Tôi xin lỗi. Anh nói cái gì vậy? Anh lợi dụng tụi tôi thế nào? Tôi bị bạn thân của tôi là anh Putin bán rẻ. Tôi từ qua lục về thấy có chút không ổn, cho nên tôi giả mù sa mưa, hy vọng anh bớt để ý tới tôi. Tôi hẹn mấy cô ra làm mục đích này. Tôi đây
đã không còn bạn bè nào uy tín, chỉ có bà cô thôi. Tôi muốn hỏi, tôi có thể tin tưởng mấy cô hay không? Được chứ, sao lại không được? Tụi tôi phải làm sao để giúp anh? Ở chỗ này đâu phải là Hồng Kông. Cô khỏi phải làm gì hết, cô chỉ hát là được rồi. Tôi sẽ đưa cô Cúc đi lên trển thành lập công ty khác để tiến hành phản công kế hoạch. Hai cô ngồi đây im trợ cho tôi nha. Nên cậu đã trở về đây ha. Để tôi giới thiệu bạn tôi, Tiểu Cúc. Chào cô. Đây là những phụ tá đắc lực bên cạnh của tôi. Cứ nhờ họ giúp việc là được rồi. Tất cả cùng hợp tác để đánh thắng cái trận này. Nè, như vậy thôi. Giao lại cho cậu đó. Nhờ cậu nha. Ông Tân mời ngồi. Được rồi, sao cứ ngồi đi. Tình chất tình trạng hiện tại ai cũng biết rõ hết. Đại đa số vốn liếng của ông Thành đó đều bị Putin khóa chặt ở trong Đông Nam Á. Chẳng khác gì một con gà bị người ta để trong tủ lạnh. Còn nhiệm vụ của mình đó là phải giải lành cho con gà để mọi người đều được ăn ngon. Nhưng mà vốn liếng nội tại của mình đó rất hạn chế. Mình muốn giải đáng nhanh cho con gà thì phải tập trung quả lực. Cách tập trung quả lực đó là phải tìm ra mục tiêu tấn công, phải tìm ra bước tiếp nữa của tên Tân Putin. Chỉ cần mình theo cái mục tiêu đó thì mình sẽ đạt được tới mục đích. Vậy thì mình có thể từ từ bỏ hết đá để lôi con gà trở ra. Thật ra cách làm của ông nói như vậy chẳng qua là chỉ đề cao lại hết một cổ phiếu. Vậy thì mình có nên áp đặt cái thị trường, chỉ cần là hắn chịu sút để truy kích hắn. Đã đúng lắm. Bây giờ mấy giờ rồi? Sắp 5 giờ. Còn 3 tiếng nữa thì bên Đông Nam Á sẽ cho mở cửa. Mình phải sẵn cái thời gian này để tìm ra bằng chứng, rồi sau đó để tìm ra cái chỗ của thằng Putin tấn công kế tiếp. Có thắc mắc gì không? Dạ không. Làm gì? Hiệp. Làm việc đi. Anh Hiệp. Cô cứ ở bên cạnh tôi được rồi. Kéo ghế qua ngồi đi. Đem hết quỹ căn bản của Trung Quốc đầu tư dùng Đông Nam Á tuần này cho tôi coi, mau. Được, lập tức có ngay. I'm just a woman.
cái đồng hồ rồi có tiền tệ của nước nào đang lủng củng hay không vậy? Thái Lan, Nam Hàn, Mã Lai còn cả Phi Luật Tân nữa, toàn bộ đang tuột giá. Hồi đó thế nào? Đô la đối với tiền bạc 31.795, với tiền Mã Lai 2.03, đô la với tiền Nam Hàn 20.08, đô la đối với tiền Phi 29.45. Một tuần lễ này tất cả đầu tư ở Trung Quốc đều tập trung vào Nam Hàn lẫn Phi Luật Tân, đúng là lúc phải đổi chỗ mới được. Chỗ nào tiền tuột giá mạnh hơn? Thái Lan tuột 8.5%, Mã Lai tuột 6%, Phi tuột 9%. Nếu như tôi là Putin sẽ đánh nước nào đây? Thái Lan, Mã Lai à? Thái Lan với Mã Lai bắt đầu mở mấy giờ? Thái Lan 10 giờ, Mã Lai 9:30. Ông Hiệp nếu bây giờ còn chưa quyết định thì điều vốn liên qua bệnh không kịp đâu. Được, chọn Thái Lan. Cứ tin tôi đi, nhất định là Thái Lan. Nhất định là Thái Lan. Được, làm việc. Tôi về nha. Tiếp theo nữa Putin xếp hàng như thế nào mình cứ việc theo hắn, không có sai đâu. Ừ, được, cảm ơn cậu. Chào ông. Ừ. Chào hết tất cả. Bye bye, bye, bye. Có cô ở đây trí nhớ của tôi trở lại hết. Có mệt không vậy? Ừ. Không mệt là đúng rồi. Tôi còn phải nhờ cô tới đây đánh giặt dài dài. Thức gì đi. Thức gì đi. Bữa nay tới đây chấm dứt. Về nhà ngủ. Nữa. Đi về đi, ba lên. Ôi. Ôi. Ê, anh gì đó? Anh á. Ai biểu cái anh gì đó đưa mấy cậu về khách sạn đi nha. Tôi mệt lắm rồi. Qua đây đi. Nè, đây coi. Ơ khoan chờ đã, tôi muốn ngồi quá.
Bởi vì tôi không muốn phương hại tới bất cứ ai. Tôi thật sự không muốn phương hại tới ai.深浅记忆，浓淡看过最美丽有过，怀住了快意再起程，没有昨天。